Em chào anh. Thì Ờ. sau khi mà mình lắp đặt cũng như là sử dụng những cái tính năng, cái sản phẩm hóa dành cho khách sạn của bên mình, thì em có cảm nhận về cái sản phẩm này như thế nào ạ? Ừ thì bây giờ khách sạn của mình thì cũng mới sửa chữa mới lại sau thời gian. Thì mình có tìm hiểu trên mạng á, thì thấy cái khóa này thì theo ban đầu mình để quyết định lắp đặt cái khóa này á là mình gặp một cái bạn tư vấn rất là nhiệt tình về tính năng khóa và tất cả các đồ tiện lợi của nó, cho nên mình quyết định trải nghiệm. Còn về lắp đặt á, thì các thợ lắp đặt rất là nhiệt tình và kỹ thuật rất là tốt, nhanh nhẹn. Nên mình rất ưng về cái khóa này. So với những cái dòng sản phẩm khóa trước đây mình xài cho những đơn vị khách sạn trước của em ấy, thì em thấy cái dòng sản phẩm này nó đem được cái tiện lợi như thế nào cho em ấy? Rồi, sau khi mình sử dụng á thì mình thấy khóa này á thì cái độ tiện lợi và cái cách mà mình sử dụng trên điện thoại, trên máy tính và trên internet á, thì mình thấy cái độ tiện lợi, cái linh hoạt và những cái tính năng của nó thì hiện tại á, thì nó đang là một trong những khóa tốt nhất hiện nay. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Rồi. Dịch vụ lắp đặt tận nơi miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và 30 tỉnh thành khác. Sản phẩm có phiếu bảo hành chính hãng lên đến 12 tháng và có thể tra cứu thông tin bảo hành thông qua ứng dụng điện thoại. Hỗ trợ trả góp 0% qua thẻ tín dụng hoặc HD Sài Gòn. Công ty đạt chứng nhận ISO 9001:2015. Liên hệ ngay đến số hotline hiển thị trên màn hình để sở hữu những sản phẩm đến từ nhà HomeKit nhé.